Phạm Hà hướng dẫn cách pha và cách sử dụng sản phẩm dược liệu collagen có hiệu quả nhất nha mọi người ơi. Khi mà các bạn nhận một cái sản phẩm dược liệu collagen này về nhà này, thì ở trong cái hộp này nó đã chia thành những cái gói nhỏ như thế này rồi nha. Cho nên là các bạn cách pha rất là dễ luôn. Là khi mà các bạn mở ra thì các bạn sẽ lấy cho Hà một gói nhỏ ở trong này. Đây, một hộp to này thì sẽ có tận 30 gói luôn nha. Và khi mà bạn lấy một gói ra thì bạn sẽ pha cùng với tầm khoảng 300-500ml nước. Đây thì Phạm Hà sẽ pha cho các bạn xem nhá. Đây, thì các bạn sẽ xé gói này ra này. Các bạn cho vào trong một cái ly nước như thế này. Đó, các bạn có thể dùng thìa hoặc là các bạn cho trực tiếp này thì nó cũng rất là dễ tan thôi. Đây là một chai 500ml này thì mình có thể pha tầm khoảng từ 300-500ml nha. Và với những bạn nào mà có làn da nó bình thường, nó không có quá nhiều khuyết điểm, thì các bạn sử dụng cho Phạm Hà một ngày một gói là đủ rồi. Đấy, sử dụng như này, uống trong một buổi sáng hoặc buổi chiều, và tốt nhất là uống buổi sáng nhá. Còn nếu như mà da của ai đang có nhiều khuyết điểm này, có nhiều mụn nám tàn nhang này, muốn cải thiện nhanh chóng cái vấn đề của mình này, sử dụng cho Phạm Hà một ngày hai gói, tức là sáng một gói, chiều một gói, thì bạn sẽ cảm thấy là làn da của bạn thay đổi và cải thiện rất là nhanh chóng.